trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2017 vẫn có nhiều diễn biến tích cực, doanh số bán hàng bắt kịp với thị trường tương đối nhanh. Đặc biệt, theo khảo sát thực tế thị trường, thì trong quý cuối năm 2017, số giao dịch bất động sản cao cấp đã có sự sôi động hơn so với các quý đầu năm. Và theo như Saville hoặc là CBRE và JLL đánh giá, năm 2017 là năm ghi nhận nguồn cung của căn hộ kỷ lục trong vòng 5 năm qua, vượt qua cả năm 2015 và năm 2016. Được khẳng định, năm 2017 là năm phục hồi của thị trường bất động sản Hà Nội. Trong đó, khu vực phía Tây tiếp tục là khu vực trọng điểm của các dự án chung cư mở bán mới. Vậy cụ thể vấn đề trên như thế nào? Năm 2018, thị trường sẽ tiếp tục diễn biến ra sao? Ngay sau đây sẽ là những thông tin đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Bước vào quý 4 năm 2017, thị trường địa ốc Hà Nội lại tiếp tục chứng kiến sự sôi động khi hàng loạt ông lớn có kế hoạch bung hàng. Có thể thấy, các chủ đầu tư đang bước vào cuộc đua nước rút trong hành trình chiếm lĩnh thị phần nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm. Theo thống kê của CBA Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2017 đón nhận gần 9.500 căn hộ chào bán mới, nâng tổng số căn mở bán mới trong năm 2017 lên hơn 35.000 căn hộ, tăng 16% so với năm 2016. Và đây cũng là mức mở bán cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Với thị trường bất động sản thì năm 2017 cũng là một tin đón nhận nhiều những cái tin tức tích cực với thị trường nhà ở, thị trường văn phòng, thị trường khách sạn du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng. Thì đặc biệt với các cái đô thị lớn ví dụ như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta tiếp tục chứng kiến những cái cơ sở hạ tầng được đầu tư mới, đầu tư hoàn thiện và công bố ra những cái kế hoạch triển khai những hạ tầng mới trong những cái thời gian tới, thì đó là những cái tín hiệu rất là tốt, những cái động lực rất là tốt làm cơ sở cho các cái chủ đầu tư bất động sản tiếp tục lựa chọn cái vị trí phù hợp. Cũng theo CBRE, giá nhà đất Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự giảm nhẹ trong quý 4 năm 2017 tại cả phân khúc nhà ở gắn liền với đất và chung cư. Đây là quý thứ hai liên tiếp giá bất động sản tại Hà Nội sụt giảm sau phiên tăng nhẹ vào quý 2 năm 2017. Cụ thể, kết thúc năm 2017, mức giá căn hộ sơ cấp trung bình trên thị trường ở mức 1.344 đô la Mỹ một mét vuông, giảm 2,4% theo năm. Diễn biến tương tự trên thị trường nhà ở gắn liền với đất, với giá sơ cấp trung bình trên thị trường biệt thự, nhà liền kề do CBRE ghi nhận trong quý cuối cùng của năm là 3.600 đô la Mỹ một mét vuông, giảm nhẹ 2% so với quý trước. Tuy nhiên, giá thứ cấp lại tăng 3,5% so với năm trước, đạt 3.778 đô la Mỹ một mét vuông đất. Tại Hà Nội thì cái mức giá sơ cấp theo cái quan sát và thống kê của chúng tôi thì có cái mức tăng trưởng khá là ổn định, hầu như là rất là ít có cái sự tăng trưởng về giá với những cái dự án mở bán mới. Cái lý do là chúng ta có một cái năm có cái số lượng căn hộ chào bán mới có thể được coi là kỷ lục, lên đến hơn 35.000 căn, là cao hơn cả năm 2015, cao hơn cả năm 2016. Và với cái sự gia tăng của cái nguồn cung mới này, cái sự cạnh tranh rất là lớn giữa các dự án, và đặc biệt là có cái sự mở rộng rất là mạnh của cái phân khúc trung cấp, là cái phân khúc mà được đánh giá là hướng đến người mua ở thực. Do đó là cái mức giá, vì thế các chủ đầu tư cũng giữ ở mức rất là cạnh tranh. Còn theo Savills Việt Nam, quý 4 năm 2017 cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường bất động sản Hà Nội, như phân khúc văn phòng có tổng nguồn cung trên 1,6 triệu mét vuông, tăng 1,6% theo quý, giá thuê trung bình theo quý và theo năm tăng lần lượt là 1,4% và 2,6%, công suất thuê cũng tăng 1,1 điểm phần trăm theo quý, 6,2 điểm phần trăm theo năm. Trong đó, phân khúc hạng A tiến triển tốt nhất, đặc biệt với các khu vực ngoài trung tâm. Quý 4 năm 2017, thị trường cũng ghi nhận 51 dự án từ phân khúc căn hộ dịch vụ, cung cấp 4.695 căn, tăng 14% theo quý, 17% theo năm. Công suất trung bình của phân khúc này đạt 89%, giảm 0,6 điểm phần trăm theo quý và tăng 1,7 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê trung bình đạt 540.000 đồng một mét vuông một tháng, giảm 4,5% theo quý, 4,6% theo năm. Trong khi đó, phân khúc biệt thự liền kề có tổng nguồn cung đạt 40.419 căn, tăng 3,3% theo quý, 15,3% theo năm. Hà Đông là quận có nguồn cung lớn nhất, chiếm đến 24% thị phần, tiếp theo là Hoài Đức.
Nếu so chiếu từng mảng thị trường một thì chúng ta nhận thấy là số lượng căn hộ phân khúc căn hộ hạng A cao cấp đang có số lượng căn bán gấp 3 lần so với năm 2016, trong khi đó số lượng căn hộ hạng B thì đang là giảm so với số lượng căn hộ hạng B của năm 2016 bán được, giảm kể cả về số lượng tung bán cũng như là số lượng căn hộ bán được. Trong khi đó nếu tương quan về căn hộ phân khúc hạng C bao gồm cả nhà ở thương mại giá rẻ thì chúng tôi nhận thấy là số lượng nguồn cung mới một mặt thì là có giảm nhưng số lượng căn hộ có tăng hơn so với năm 2016. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 trên 21 ngành lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, các nhà đầu tư ngoại đã rót thêm 3,05 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực bất động sản, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tính lũy kế đến nay, riêng trong lĩnh vực bất động sản, Việt Nam đã thu hút được 630 dự án với tổng vốn FDI đăng ký trên 52,7 tỷ đô la Mỹ, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nên công ăn việc làm cho nhiều triệu lao động cả trực tiếp và gián tiếp, đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế hàng năm. Đấy là một cái thành công. Tất nhiên cũng có một phần là cái hiệu ứng của chúng ta là cái nước chủ nhà của APEC, cũng như là triển vọng phát triển kinh tế, đặc biệt là cái cam kết của chính phủ về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo ra những cái cú hích khá là quan trọng để tăng cái niềm tin của nhà đầu tư. Tất nhiên chúng ta không chủ quan và còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt liên quan đến thể chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ để chúng ta có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội ở hiện nay. Như vậy, thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2017 có nhiều diễn biến tích cực, doanh số bán hàng bắt kịp tương đối nhanh. Đặc biệt, theo khảo sát thực tế thị trường, trong quý cuối năm 2017, số giao dịch bất động sản cao cấp đã có sự sôi động hơn so với các quý đầu năm. Theo Savo, nếu trong năm 2017 có 63 dự án mới đã mở bán ra thị trường, thì nguồn cung mới không thay đổi nhưng nguồn cung sơ cấp lại tăng 14% theo năm. Đồng thời, hạng A ghi nhận hoạt động tốt nhất, tăng gấp 3 lần lượng căn bán so với năm ngoái. Mặc dù câu chuyện về sự phát triển nóng của phân khúc cao cấp đã được đề cập nhiều trong năm 2016 và chính phủ cùng các bộ ban ngành đã có những động thái kiểm soát sự phát triển lệch pha. Năm 2017 cũng đánh giá là một năm tương đối khó khăn đối với lại thị trường bất động sản về nhà ở. Đặc biệt là khi mà nguồn cung đã tăng lên rất cao trong thời gian qua, gấp được khoảng 4-5 lần so với sức hấp thụ của thị trường, dẫn đến một cái sự cạnh tranh rất rõ rệt về các cái phân khúc trong từng phân khúc một. Và điều đó nó sẽ làm cho các cái chủ đầu tư cũng như dự án trong tương lai cần phải có lại định vị rất rõ cái lợi thế của từng dự án, của song sản phẩm của mình. Chứ không thể là như những năm trước đây mà gần như là nguồn cung nó tương đối cân bằng với cầu. Và khi đó thì các cái dự án gần như là chú ra là có thể bán được hàng. Bây giờ câu chuyện nó rất là khác. Chúng ta nhìn thấy là cái gói hỗ trợ về tài chính ở những giai đoạn trước đây từ 2015-16 đã kết thúc. Và thực tế là người mua cũng cần, người mua đây thường là nhu cầu ở thực và người ta rất cần gói hỗ trợ tài chính phù hợp để ra quyết định. Chứ còn nếu mà thực tế sử dụng các cái việc vay trực tiếp trên thị trường cũng đấy là một điểm rất là khó khăn. Và chính vì đó đấy là một trong những lý do mà chúng tôi nhìn nhận thấy là lý do chính. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là bản thân việc phát triển nhà ở thương mại giá rẻ cũng là một cái thách thức đối với chính chủ đầu tư, bởi lẽ là nếu cân đối không khéo thì sẽ rất là khó. Mặc dù có những lo ngại về sự phát triển lệch pha giữa các phân khúc, nhưng theo thống kê của các công ty nghiên cứu bất động sản, quý 4 năm 2017, phân khúc trung cấp, phân khúc đáp ứng nhu cầu thực của người dân vẫn là phân khúc chiếm lĩnh thị trường, mặc dù vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Thưa quý vị, thời gian qua, thị trường bất động sản Hà Nội đang có những dấu hiệu ấm lên và hồi phục. Chính vì vậy, để nắm bắt thời cơ cũng như xu hướng phát triển, quý 4 năm 2017 tại Hà Nội, các dự án đã nằm im lâu năm cũng đang tái khởi động trở lại. Bên cạnh đó, số lượng hàng tồn kho cũng đã giảm đáng kể. Thị trường ghi nhận sự phát triển mạnh tại khu vực phía Tây Hà Nội. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Được định hướng trở thành trung tâm hành chính kinh tế, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của thủ đô, khu vực phía Tây được quy hoạch và tập trung nhiều cơ quan hành chính đầu ngành, các trường đại học cùng các trung tâm thương mại sầm uất, các tòa nhà cao ốc hiện đại. Với quy hoạch vượt trội, khu vực này được đánh giá là mảnh đất vàng cho thị trường bất động sản hiện đại phát triển. Số các dự án tái khởi động và khởi động mới thì cũng rất là dồn dập, rất là nhiều và quy mô lớn.
Thì sau một thời gian lắng động rồi là bị đình trệ, thì các dự án mà trước đây chúng ta đang phải tạm ngừng thì hiện nay là tái khởi động. Bên cạnh đó, khu vực phía Tây còn được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, giao thông. Hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Tố Hữu, đường 70, Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn được đầu tư mở rộng. Tuyến đường sắt trên cao Hà Đông, Cát Linh, Nhổn, Cầu Giấy đang được đẩy nhanh tiến độ và sẽ sớm đưa vào sử dụng. Tuyến buýt nhanh BRT, tuyến đường vành đai trên cao Phạm Hùng, Cầu Giấy là những cung đường cao tốc trên cao quan trọng nối trục Tây Hà Nội tới các cửa ngõ của thủ đô, là những điều kiện thu hút các nhà đầu tư. Trường khu vực phía Tây trong thời gian vừa qua phát triển khá là mạnh mẽ, nhiều các cái dự án được hoàn thiện và phát triển đồng bộ hơn về tất cả các phân khúc từ nhà ở đến văn phòng và trung tâm thương mại. Ngoài ra thì khu vực phía Tây cũng nhìn thấy những cái dự án về cơ sở vật chất cũng như là phòng giao thông trọng điểm đã đưa vào được sử dụng và hoàn thiện. Thì mình theo nhận định của cá nhân tôi, trong thời gian tới khu vực phía Tây sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Theo báo cáo của CBRE, năm 2017 là năm ghi nhận nguồn cung căn hộ kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Trong đó, khu vực phía Tây tiếp tục là khu vực trọng điểm của các dự án chung cư mở bán mới. Nếu tính cả khu vực Cầu Giấy và Từ Liêm thì có tới 1/3 các dự án chào bán mới trong cả năm 2017 nằm tại khu vực này. Tiếp đến là khu vực Thanh Xuân, Hà Đông chiếm từ 15 đến 20%. Cùng với thị trường căn hộ thì phân khúc nhà ở gắn liền với đất Hà Nội được bổ sung 444 căn, trong đó 73% số căn là nhà liền kề. Cả năm 2017, thị trường Hà Nội ghi nhận tổng số 4.178 căn biệt thự liền kề và nhà phố mở bán. Khu vực phía Tây và phía Nam là khu vực có nguồn cung mới nhiều nhất, chiếm 72% tổng nguồn cung mới toàn thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Tại phân khúc này, riêng quý 4 năm 2017 ghi nhận số căn bán được là 1.142 căn, tăng 48% so với quý trước và giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần do nguồn cung mới tăng đáng kể trong quý 3. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thị trường nhà ở gắn liền với đất đã bán được hơn 4.800 căn, trong đó khu vực phía Tây chiếm tỷ trọng cao nhất lên tới 64%. Phía Đông đứng thứ hai về số căn bán được, chiếm 1/5 tổng số căn bán được trên thị trường. Trong năm 2017 thì chúng ta biết là có những cái dự án hạ tầng tại khu vực phía Tây là đã được triển khai hoàn thiện, và ngoài ra những cái hạ tầng tại khu vực phía Đông, khu vực bên kia sông Hồng, ví dụ những cái cây cầu mới, những kết nối mới qua hai bờ sông Hồng dự kiến được triển khai trong vòng 5 năm tới, thì đó được kỳ vọng là những cái động lực mới để cho thị trường bất động sản phát triển trong vòng 5 năm tới. Rõ ràng với quy hoạch phát triển của Hà Nội hướng về phía Tây cũng như việc đầu tư phát triển hạ tầng tại khu vực, đây sẽ là một trong những cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho sự ấn tượng của bất động sản khu vực này. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó, khu vực phía Tây Hà Nội cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn về áp lực giao thông, về giải quyết hàng tồn kho. Thưa quý vị, quý 4 năm 2017, thị trường bất động sản Hà Nội được đánh giá là có những diễn biến khá tích cực từ những điều chỉnh phía bộ, ban ngành, các chủ đầu tư. Theo các chuyên gia, năm 2018 là một năm phát triển tốt của thị trường bất động sản và được kế thừa từ năm 2017. Thị trường sẽ có thêm nhiều dự án mới, trong đó các phân khúc trung cấp vẫn là phân khúc sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng và nguồn cung mới lớn. Mặc dù vậy, phân khúc cao cấp ở những vị trí tốt vẫn là phân khúc được đánh giá là phù hợp để tung ra thị trường. Bên cạnh đó, để thị trường bất động sản có sự phát triển bền vững thì cần phải tăng cường các hoạt động của nhà nước trong công tác quản lý cũng như đầu tư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VITV. Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục cái đà phục hồi tốt. Tất nhiên là tùy phân khúc, nhưng ba phân khúc chủ đạo của thị trường như là mặt bằng bán lẻ, cho thuê, rồi phân khúc căn hộ, phân khúc văn phòng, phân khúc đất liền kề, nó vẫn sẽ phát triển tích cực. 2018 dự đoán nền kinh tế nói chung tiếp tục phát triển và có mức độ tăng trưởng có khi còn cao hơn 2017, và chúng tôi rất kỳ vọng là với việc là vừa tổ chức thành công APEC và với dòng vốn ngoại đổ tiếp trong sau thời hội thảo APEC thì thị trường bất động sản Việt Nam 2018 sẽ tiếp tục đà phát triển. 2018 chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự xuất hiện xu hướng về toàn cầu hóa đối với bất động sản, bao gồm cả hai cái yếu tố là những nhà đầu tư trong nước, những khách hàng trong nước ra mua nhà ở nước ngoài, và ngược lại là những nhà đầu tư và những khách hàng ở nước ngoài vào đầu tư và mua nhà tại Việt Nam. Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một cái thị trường bất động sản mà mang tính hội nhập quốc tế rất cao. 2018
chính phủ phải có trở lại những cái gói tín dụng ưu đãi như ngân hàng nhà nước đã cung cấp vào những năm trước 30.000 tỷ. Hãy cho dân hưởng những cái gói chính sách ưu đãi như thế, lãi suất 5% và cho những người có thu nhập thấp. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Để xem lại, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc là Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.